Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn cùng theo dõi chương trình thời sự của Đài Phát thanh Truyền hình Hà Giang. Trong chương trình thời sự hôm nay, chúng tôi sẽ chuyển tới quý vị và các bạn những nội dung chính sau đây. Đoàn đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân tỉnh tiếp xúc cử tri huyện Quản Bạ. Đồng chí Đặng Quốc Khánh, Bộ trưởng Bộ Tài nguyên Môi trường và lãnh đạo tỉnh tặng quà các hộ nghèo. Sơ kết đề án 06 và chỉ thị 12 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về nâng cao chất lượng đảng viên, chất lượng sinh hoạt chi bộ. Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Nguyễn Văn Sơn chủ trì phiên họp tháng 6 Ủy ban nhân dân tỉnh. Khai mạc hội thao ngân hàng chính sách xã hội khu vực 1. Ngay sau đây là nội dung chi tiết của chương trình. Thưa quý vị và các bạn, sáng ngày 30 tháng 6, đồng chí Đặng Quốc Khánh, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội khóa 15 tỉnh Hà Giang cùng các đại biểu Quốc hội khóa 15 của tỉnh và tổ đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh đơn vị huyện Quản Bạ đã tiếp xúc cử tri tại huyện Quản Bạ. Cùng sự buổi tiếp xúc cử tri có các đồng chí Vàng Xeo Cón, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh, đồng chí Hoàng Văn Vịnh, Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh, đồng chí Trần Đức Quý, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh. Tại buổi tiếp xúc, đại biểu Quốc hội khóa 15 tỉnh Hà Giang Phương Thị Hương đã báo cáo với cử tri về kết quả kỳ họp thứ 5 Quốc hội khóa 15. Tại kỳ họp, Quốc hội đã thông qua 8 luật, 17 nghị quyết. Tại kỳ họp này, đồng chí Đặng Quốc Khánh, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Hà Giang được Quốc hội phê chuẩn giữ chức vụ Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường. Cũng tại buổi tiếp xúc cử tri, đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh đã thông báo đến cử tri dự kiến kỳ họp thứ 12 Hội đồng nhân dân tỉnh khóa 18. Thường trực Ủy ban nhân dân huyện Quản Bạ thông báo đến cử tri và các đại biểu kết quả nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội, quốc phòng an ninh 6 tháng đầu năm trên địa bàn huyện. Trên tinh thần dân chủ và trách nhiệm, cử tri huyện Quản Bạ có 10 ý kiến kiến nghị và 2 ý kiến của huyện Quản Bạ đề xuất với Trung ương, với tỉnh các nội dung gồm: tiếp tục giao bổ sung biên chế giáo viên năm 2023 cho huyện Quản Bạ, có cơ chế đặc thù cho những vùng sâu vùng xa không phải định giá đất cụ thể cho dự án phải thu hồi đất, quan tâm đến đối tượng bị thu hồi đất cần được bố trí tái định cư phải đảm bảo sinh hoạt và ổn định đời sống, sớm bố trí kinh phí đưa điện về các thôn biên giới, đề nghị cung ứng dịch vụ viễn thông cho 12 vùng lõm chưa được phủ sóng điện thoại di động để đáp ứng nguyện vọng nhân dân, phục vụ công tác chuyển đổi số và cải cách hành chính, đề nghị đầu tư nâng cấp cơ sở hạ tầng, trang thiết bị cho bệnh viện đa khoa huyện nhằm phục vụ công tác khám chữa bệnh nhân dân, cần quan tâm đến vấn đề xử lý rác thải sinh hoạt ở nông thôn. Các ý kiến thuộc thẩm quyền của tỉnh đã được Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Trần Đức Quý và tổ đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh đơn vị huyện Quản Bạ tiếp thu, làm rõ và trả lời trực tiếp ngay tại buổi tiếp xúc. Trao đổi chia sẻ với các cử tri của huyện Quản Bạ, đồng chí Đặng Quốc Khánh, Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội khóa 15 tỉnh Hà Giang nhấn mạnh, Đảng bộ tỉnh Hà Giang nói chung, Đảng bộ huyện Quản Bạ nói riêng cần tiếp tục triển khai thực hiện thắng lợi các nghị quyết đại hội Đảng các cấp, nhất là 3 đột phá, 5 chương trình trọng tâm của Đảng bộ tỉnh. Huyện Quản Bạ tiếp tục quan tâm đến phát triển kinh tế, trong đó có kinh tế biên mậu, chăm lo đời sống, tạo sinh kế cho nhân dân, giữ gìn bản sắc văn hóa các dân tộc gắn với phát triển du lịch theo hướng sinh thái bền vững. Với trách nhiệm Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội khóa 15 tỉnh Hà Giang, đồng chí Đặng Quốc Khánh tiếp thu các ý kiến kiến nghị của cử tri có liên quan đến vấn đề đất đai, tài nguyên môi trường để tham gia chỉnh lý vào 2 dự thảo luật vừa trình kỳ họp thứ 5 Quốc hội khóa 15. Tiếp thu các ý kiến liên quan đến Trung ương sẽ sớm gửi đến các bộ ngành trả lời với cử tri. Hướng tới 76 năm Ngày Thương binh Liệt sĩ, 27 tháng 7 năm 1947, 27 tháng 7 năm 2023, sáng ngày 29 tháng 6, đồng chí Đặng Quốc Khánh, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội khóa 15 tỉnh Hà Giang cùng các đại biểu Quốc hội khóa 15 tỉnh Hà Giang đã dâng hương các anh hùng liệt sĩ tại Nghĩa trang Liệt sĩ Quốc gia Vị Xuyên. Tham gia lễ dâng hương có các đồng chí Nguyễn Mạnh Dũng, quyền Bí thư Tỉnh ủy Hà Giang, đồng chí Nguyễn Văn Sơn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, các đồng chí thường trực Hội đồng nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh cùng lãnh đạo một số sở ngành của tỉnh, lãnh đạo huyện Vị Xuyên. Đồng chí Đặng Quốc Khánh, Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường, đồng chí Nguyễn Mạnh Dũng, quyền Bí thư Tỉnh ủy Hà Giang, đồng chí Nguyễn Văn Sơn, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh cùng các đại biểu đã thực hiện nghi thức dâng hương, dâng hoa các anh hùng liệt sĩ, tưởng niệm cầu nguyện cho anh linh những người đã ngã xuống vì sự bình yên của khu vực biên giới phía Bắc, vì nền độc lập tự do của Tổ quốc, vì hạnh phúc của nhân dân. Nghĩa trang Liệt sĩ Quốc gia Vị Xuyên, nơi yên nghỉ của hơn 1.800 liệt sĩ, nơi đây trở thành ngôi nhà chung của các liệt sĩ đã anh dũng chiến đấu, hy sinh trong cuộc chiến đấu bảo vệ biên giới phía Bắc Tổ quốc. Cách đây gần 40 năm, trên mặt trận Vị Xuyên, cuộc chiến đấu vô cùng gian khổ của lớp lớp cán bộ, chiến sĩ các đơn vị bộ đội cùng nhân dân địa phương đã kiên cường dũng cảm.
với lời thề của người lính Vị Xuyên, sống bám đá đánh giặc, chết hóa đá bất tử, hơn 4.000 cán bộ chiến sĩ đã ngã xuống để bảo vệ từng tấc đất thiêng liêng của Tổ quốc. Sự hy sinh của các anh hùng liệt sĩ trên mặt trận Vị Xuyên đã tiếp thêm động lực để dân tộc Việt Nam tiếp tục vững bước trên con đường xây dựng chủ nghĩa xã hội. Đồng chí Đặng Quốc Khánh, Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường cùng các đại biểu nguyện mãi đi theo con đường của Đảng, Bác Hồ và nhân dân lựa chọn, hoàn thành tốt nhiệm vụ được Đảng, Nhà nước và nhân dân giao phó, phấn đấu xây dựng đất nước, xây dựng tỉnh Hà Giang ngày một phát triển. Tiếp đó, chiều ngày 29 tháng 6, đồng chí Đặng Quốc Khánh, Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường, trưởng đoàn đại biểu Quốc hội khóa 15 tỉnh Hà Giang cùng các đại biểu Quốc hội khóa 15 tỉnh Hà Giang đã dự lễ thượng cờ tại cột cờ quốc gia Lũng Cú. Tham gia có các đồng chí thường trực Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh, lãnh đạo huyện Đồng Văn. Cột cờ quốc gia Lũng Cú nằm ở đỉnh Lũng Cú thuộc xã Lũng Cú, huyện Đồng Văn, là điểm cực bắc của Tổ quốc. Cột cờ là biểu tượng của sức mạnh, lòng tự hào, tự tôn, tinh thần kiêu hãnh, ý chí quật cường của dân tộc Việt Nam qua hàng nghìn năm dựng nước và giữ nước. Lá cờ Tổ quốc có diện tích 54m², tượng trưng cho 54 dân tộc cùng chung sống trên đất nước Việt Nam. Trong không khí trang nghiêm dưới lá cờ đỏ sao vàng, đồng chí Đặng Quốc Khánh, Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường cùng các đại biểu đã hát bài quốc ca để thể hiện tình yêu quê hương đất nước, lòng tự hào dân tộc. Dịp này, đoàn đại biểu Quốc hội khóa 15 tỉnh Hà Giang đã trao tặng 22 bộ hệ thống điện năng lượng mặt trời cho các hộ nghèo và cận nghèo tại huyện Đồng Văn và huyện Quản Bạ. Đồng chí Đặng Quốc Khánh, Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường đã trao tặng nhiều phần quà cho các hộ gia đình, đồng thời mong muốn các hộ dân luôn chấp hành tốt mọi chủ trương của Đảng, pháp luật của nhà nước, quy định của địa phương để vươn lên phát triển kinh tế, góp phần đảm bảo an ninh trật tự tại địa phương, quan tâm đầu tư đến việc học của con cháu. Đề nghị các địa phương quan tâm đến các hộ dân nghèo, tạo điều kiện để người dân tăng gia sản xuất, phát triển kinh tế, nâng cao đời sống vật chất tinh thần. Sáng ngày 30 tháng 6, tỉnh ủy Hà Giang tổ chức hội nghị sơ kết đề án số 06 của Ban Thường vụ tỉnh ủy về nâng cao chất lượng đảng viên giai đoạn 2021-2025 và chỉ thị số 12 của Ban Thường vụ tỉnh ủy về nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ. Đồng chí Nguyễn Mạnh Dũng, quyền Bí thư tỉnh ủy và đồng chí Nguyễn Minh Tiến, ủy viên Ban Thường vụ tỉnh ủy, trưởng ban tổ chức tỉnh ủy chủ trì hội nghị. Tham dự hội nghị có đồng chí Trúng Thị Chiên, ủy viên Ban Thường vụ tỉnh ủy, phó chủ tịch thường trực Hội đồng Nhân dân tỉnh, đồng chí Trần Mạnh Lợi, ủy viên Ban Thường vụ tỉnh ủy, trưởng ban dân vận tỉnh ủy, các đồng chí ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh và bí thư, phó bí thư các huyện ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc tỉnh ủy. Sau khi Ban Thường vụ tỉnh ủy ban hành đề án số 06 về nâng cao chất lượng đảng viên và chỉ thị 12 về nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ, các cấp ủy tổ chức cơ sở đảng đã quán triệt sâu rộng, đồng thời xây dựng kế hoạch cụ thể hóa thực hiện ở tổ chức đảng cấp mình. Kết quả, nhận thức của các cấp ủy cán bộ, đảng viên về ý nghĩa và tầm quan trọng của việc nâng cao chất lượng đảng viên, chất lượng sinh hoạt chi bộ được nâng lên, đa số đảng viên đều có ý thức tu dưỡng rèn luyện, phấn đấu về bản lĩnh chính trị, đạo đức lối sống gương mẫu, đoàn kết gắn bó mật thiết với nhân dân, thực hiện tốt nhiệm vụ được giao. Việc sinh hoạt chi bộ được duy trì nề nếp, ý thức chấp hành nhiệm vụ sinh hoạt chi bộ của đảng viên được phát huy, công tác điều hành sinh hoạt chi bộ bài bản, đúng trình tự, nội dung sinh hoạt sát với thực tiễn, thực hiện nguyên tắc tập trung dân chủ, việc tự phê bình và phê bình trong sinh hoạt chi bộ có nhiều chuyển biến, góp phần phòng ngừa, ngăn chặn đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống, từ đó nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng, xây dựng đảng trong sạch vững mạnh. Tại hội nghị đã có nhiều tham luận trao đổi về hiệu quả và những cách làm hay trong việc thực hiện đề án số 06 và chỉ thị số 12 của Ban Thường vụ tỉnh ủy. Nhiều cách làm hay đã thực hiện hiệu quả như lựa chọn và triển khai mô hình mỗi tháng học tập một tấm gương đạo đức, kiểm điểm một biểu hiện suy thoái trong sinh hoạt chi bộ tại Đảng bộ Công an tỉnh. Chỉ đạo tổ chức sinh hoạt chi bộ thường kỳ, sinh hoạt chuyên đề điểm, mời bí thư, phó bí thư các chi bộ trực thuộc Đảng ủy đến dự. Sau buổi dự sinh hoạt điểm, bí thư, phó bí thư các chi bộ dự thảo luận, rút kinh nghiệm, học tập cách điều hành tại Đảng bộ huyện Mèo Vạc và Quang Bình. Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, đồng chí Nguyễn Mạnh Dũng, quyền Bí thư tỉnh ủy, biểu dương các cấp ủy, tổ chức đảng đã nêu cao tinh thần, triển khai thực hiện hiệu quả đề án số 06 và chỉ thị số 12 của Ban Thường vụ tỉnh ủy. Đồng chí đề nghị trong thời gian tới, các cấp ủy tổ chức đảng cần tiếp tục triển khai đồng bộ sâu rộng, có hiệu quả đề án 06 và chỉ thị số 12. Về thực hiện đề án 06, quyền Bí thư tỉnh ủy Nguyễn Mạnh Dũng đưa ra 4 nhóm nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm về nâng cao chất lượng đảng viên, yêu cầu các cấp ủy tổ chức cơ sở xác định đây là nhiệm vụ then chốt, quan trọng, thường xuyên, liên tục trong công tác xây dựng đảng. Ta phải siết chặt kỷ cương trong thực hiện các quy định của Trung ương về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, nâng cao ý thức tu dưỡng, rèn luyện về phẩm chất, đạo đức lối sống, tự soi, tự sửa của cán bộ, đảng viên, lãnh đạo thực hiện tốt việc phân công công tác cho đảng viên. Thì vừa rồi các đồng chí nêu ấy,
đúng là cái việc mà phân công cho đảng viên là hiện nay còn hạn chế. Thì trong thời gian tới là chúng ta phải quan tâm tới cái việc mà phân công nhiệm vụ cho các đồng chí đảng viên trong các chi bộ, gắn với thường xuyên kiểm tra giám sát việc thực hiện nhiệm vụ của đảng viên. Hàng năm có 100% đảng viên là cán bộ, công chức, viên chức các cấp xây dựng chương trình hành động cá nhân gắn với cam kết tu dưỡng, giữ gìn phẩm chất đạo đức lối sống, thường xuyên lãnh đạo chỉ đạo công tác phát triển đảng viên mới, đổi mới và nâng cao chất lượng hoạt động của tổ chức Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, công đoàn các cấp và các tổ chức chính trị xã hội để tạo môi trường cho đoàn viên, hội viên bồi dưỡng, tự bồi dưỡng, tự rèn luyện để phấn đấu trở thành đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam. Về thực hiện chỉ thị số 12, quyền Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Mạnh Dũng cũng đã đưa ra 3 nhóm nhiệm vụ giải pháp trọng tâm, trong đó đề nghị cần tiếp tục quán triệt, nâng cao nhận thức, trách nhiệm của cấp ủy tổ chức cơ sở Đảng, đảng viên về tầm quan trọng của việc nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ gắn với đổi mới nội dung sinh hoạt chi bộ. Nội dung sinh hoạt chi bộ phải gắn với thực hiện các nghị quyết, kết luận của Trung ương về xây dựng chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị, học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức phong cách Hồ Chí Minh, trách nhiệm nêu gương của cán bộ đảng viên, kiên quyết ngăn chặn, đẩy lùi suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống, biểu hiện tự diễn biến, tự chuyển hóa, kịp thời phát hiện, đấu tranh phòng chống tham nhũng tiêu cực ngay từ chi bộ, đồng thời tăng cường sinh hoạt chuyên đề, đề cao trách nhiệm của cấp ủy viên, cấp trên trực tiếp, người đứng đầu cấp ủy cấp trên trực tiếp khi để chi bộ trực thuộc hoạt động yếu kém, vi phạm nguyên tắc tổ chức sinh hoạt đảng, lấy hiệu quả hoạt động của chi bộ là một trong những căn cứ để đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ của cấp ủy cấp trên trực tiếp và cấp ủy viên cán bộ được phân công phụ trách. Đồng chí Nguyễn Mạnh Dũng, quyền Bí thư Tỉnh ủy cũng đề nghị cấp ủy trực thuộc Tỉnh ủy tăng cường kiểm tra giám sát về thực hiện đề án số 06 và chỉ thị số 12 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, định kỳ hàng năm đánh giá rút kinh nghiệm, nhân rộng cách làm hay, hiệu quả trong thực tiễn, góp phần đưa đề án 06 và chỉ thị số 12 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy được triển khai sâu rộng, đúng mục tiêu đề ra. Dịp này, Tỉnh ủy Hà Giang đã tặng bằng khen cho 30 tập thể và 75 cá nhân có thành tích xuất sắc trong việc thực hiện đề án 06 và chỉ thị số 12 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Hà Giang. Sáng ngày 30 tháng 6, dưới sự chủ trì của đồng chí Nguyễn Văn Sơn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh và đồng chí Hoàng Gia Long, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban nhân dân tỉnh, đã diễn ra phiên họp Ủy ban nhân dân tỉnh tháng 6 năm 2023 nhằm đánh giá tình hình kinh tế xã hội 6 tháng đầu năm, triển khai phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2023. Phiên họp được tổ chức theo hình thức trực tuyến tới điểm cầu các huyện, thành phố. Trong 6 tháng đầu năm, mặc dù phải đối mặt với rất nhiều khó khăn, thách thức, nhưng với sự nỗ lực và quyết tâm của cả hệ thống chính trị, tình hình phát triển kinh tế xã hội của tỉnh đạt được nhiều kết quả tích cực. Cụ thể, đã tổ chức khởi công dự án cao tốc Tuyên Quang - Hà Giang giai đoạn 1, đoạn qua tỉnh Hà Giang, đập dâng nước tạo cảnh quan thành phố Hà Giang, khánh thành dự án cải tạo, nâng cấp bảo tàng tỉnh. Các chương trình mục tiêu quốc gia được triển khai đồng bộ, hiệu quả. Tổng vốn đầu tư toàn xã hội đạt gần 6.400 tỷ đồng. Tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ đạt trên 7.800 tỷ đồng. Kim ngạch xuất nhập khẩu đạt 148,5 triệu đô la Mỹ. Lĩnh vực văn hóa xã hội có nhiều tiến bộ, chất lượng dạy học, khám chữa bệnh được quan tâm. Đẩy mạnh chuyển đổi số trên cả 3 phương diện: chính quyền số, kinh tế số và xã hội số. Công tác quốc phòng an ninh được đảm bảo, hoạt động đối ngoại đã được kết quả tích cực. Tại phiên họp, các đại biểu đã tập trung phân tích làm rõ một số chỉ tiêu đạt thấp trong 6 tháng đầu năm như thu ngân sách nhà nước trên địa bàn chỉ đạt 37,3% kế hoạch trung ương giao và 28,2% kế hoạch tỉnh giao, giảm 20,9% so với cùng kỳ năm 2022. Chỉ số sản xuất công nghiệp giảm trên 28% so với cùng kỳ. Tiến độ giải ngân nguồn vốn đầu tư, công tác thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ tái định cư một số dự án còn chậm. Tỷ lệ trực tuyến của một số dịch vụ công rất thấp. Phát biểu tại hội nghị, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Nguyễn Văn Sơn yêu cầu trước hết các sở ngành, các huyện thành phố cần xây dựng kịch bản tăng trưởng của quý 3, quý 4, tiếp tục thực hiện nghiêm các nhiệm vụ giải pháp thúc đẩy giải ngân vốn đầu tư công năm 2023. Tiếp tục thực hiện các nhiệm vụ giải pháp thúc đẩy giải ngân vốn đầu tư công năm 2023. Người đứng đầu cấp ủy, chính quyền các cấp, địa phương, cơ quan, đơn vị chịu trách nhiệm trước tỉnh ủy, Ủy ban nhân dân tỉnh về tiến độ thực hiện giải ngân các nguồn vốn đầu tư công, các dự án do đơn vị địa phương mình quản lý, chủ động đẩy nhanh tiến độ bồi thường, giải phóng mặt bằng, tháo gỡ kịp thời khó khăn vướng mắc liên quan đến thủ tục về đất đai, xây dựng, đảm bảo bàn giao mặt bằng cho nhà thầu thi công các dự án đúng tiến độ. Đặc biệt là quan tâm đến các dự án trọng điểm, dự án là trụ sở công an xã thì chủ động và linh hoạt trong cái việc đề xuất tham mưu
cho Ủy ban tỉnh sửa đổi nghị quyết của Hội đồng Nhân dân tỉnh cũng như là quyết định của Ủy ban Nhân dân tỉnh. Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Nguyễn Văn Sơn yêu cầu 6 tháng cuối năm cần triển khai các nội dung về chuyển đổi số, đảm bảo tiến độ, hiệu quả và chất lượng, quan tâm sản xuất nông nghiệp theo đúng khung thời vụ và cơ cấu giống, tập trung hỗ trợ các doanh nghiệp khôi phục nhanh các hoạt động sản xuất kinh doanh, đẩy mạnh hoạt động thông quan, xuất nhập khẩu hàng hóa, đổi mới, nâng cao chất lượng hoạt động của công tác thông tin, xúc tiến, quảng bá du lịch. Cùng với đó, phải thực hiện nghiêm công tác quản lý tài nguyên môi trường, phòng chống thiên tai, làm tốt công tác chấm thi tốt nghiệp trung học phổ thông và chuẩn bị các điều kiện tổ chức khai giảng năm học 2023-2024, nâng cao chất lượng khám chữa bệnh, củng cố mạng lưới y tế tuyến cơ sở, tăng cường công tác quản lý, bảo vệ và phát huy giá trị di sản văn hóa, di sản địa chất, các điểm du lịch trên địa bàn tỉnh, thực hiện tốt chính sách lao động, việc làm và kế hoạch đối ngoại năm 2023. Đối với một số tờ trình, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh đề nghị các đại biểu xem xét, nghiên cứu và cho ý kiến bằng văn bản và kịp thời gửi về các sở, ngành. Sáng ngày 30 tháng 6, Công đoàn Ngân hàng Chính sách Xã hội tổ chức khai mạc hội thao năm 2023 khu vực 1 tại tỉnh Hà Giang. Đến dự có đồng chí Hoàng Gia Long, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân tỉnh. Phát biểu tại hội thao, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân tỉnh Hoàng Gia Long nhấn mạnh, trong những năm qua, phong trào thể dục thể thao của tỉnh được quan tâm phát triển mạnh với nhiều nội dung phong phú, phù hợp với mọi lứa tuổi trong đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức và mọi tầng lớp nhân dân, góp phần nâng cao thể trạng, sức khỏe, tạo động lực thi đua phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao. Lần này, hội thao Ngân hàng Chính sách Xã hội được tổ chức tại Hà Giang là dịp để các vận động viên có điều kiện được giao lưu, học hỏi, gắn kết chuyên môn và cũng là sân chơi lành mạnh, bổ ích nhằm tiếp tục hưởng ứng cuộc vận động toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại. Hội thao Ngân hàng Chính sách Xã hội năm 2023 khu vực 1 thu hút 423 vận động viên đến từ 11 đoàn của 13 công đoàn cơ sở. Trong thời gian 4 ngày, các đội tranh tài ở 7 bộ môn thi đấu gồm kéo co, bóng đá nam, cầu lông, bóng bàn, cờ tướng, bóng chuyền hơi nữ và tennis. Ngay sau lễ khai mạc đã diễn ra nhiều trận đấu kịch tính ở tất cả các nội dung trong không khí đoàn kết, sôi nổi, hấp dẫn. Hội thao diễn ra đến hết ngày 2 tháng 7. Ngày 29 tháng 6, Đảng ủy Bộ đội Biên phòng tổ chức hội nghị trực tuyến sơ kết 5 năm thực hiện nghị quyết số 24 của Bộ Chính trị về chiến lược quốc phòng Việt Nam và kết luận số 31 của Bộ Chính trị về chiến lược quân sự Việt Nam. Trong 5 năm qua, Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng và cấp ủy, chỉ huy các cấp trong Bộ đội Biên phòng đã lãnh đạo, chỉ đạo quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm túc, hiệu quả nghị quyết số 24, kết luận số 31, chủ động tham mưu cấp trên về chủ trương, đối sách, quản lý bảo vệ vững chắc chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia, thực hiện tốt nhiệm vụ sẵn sàng chiến đấu, phòng chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn, chủ động nắm, nghiên cứu, dự báo sát đúng tình hình, tham mưu xử lý hiệu quả các vụ việc trên biên giới, cửa khẩu, không để bị động bất ngờ. Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng đã triển khai nhiều chủ trương, biện pháp lãnh đạo, chỉ đạo quyết liệt, thực hiện các khâu đột phá, là một trong những lực lượng gương mẫu đi đầu trong việc điều chỉnh tổ chức, biên chế tinh gọn, mạnh, hoạt động hiệu lực hiệu quả. Phát biểu kết luận hội nghị, Thiếu tướng Nguyễn Anh Tuấn, Chủ ủy Bộ đội Biên phòng yêu cầu trong thời gian tới, toàn lực lượng cần tiếp tục chủ động dự báo, phân tích, đánh giá, xử lý kịp thời các tình huống có thể xảy ra trên biên giới, làm tốt công tác tham mưu cho Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng, cấp ủy, chính quyền địa phương về công tác xây dựng, quản lý, bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia, đối ngoại biên phòng, xây dựng thế trận biên phòng toàn dân ngày càng vững chắc. Ngày 30 tháng 6 tại huyện Quản Bạ, Bộ Thông tin và Truyền thông đã phối hợp với tỉnh đoàn Hà Giang tổ chức hội nghị phổ biến kiến thức quốc phòng an ninh cho người dân ở khu vực biên giới, miền núi, vùng sâu, vùng xa năm 2023. Hội nghị đã được nghe các đồng chí là giảng viên cao cấp Đại học Quốc gia Hà Nội và Trường Cao đẳng Cảnh sát Nhân dân Bộ Công an truyền đạt 5 chuyên đề về quan điểm của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước Việt Nam về quốc phòng an ninh, về xây dựng nền quốc phòng toàn dân, thế trận quốc phòng toàn dân, gắn với nền an ninh nhân dân, thế trận an ninh nhân dân trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa, về phát triển kinh tế xã hội gắn với tăng cường, củng cố quốc phòng an ninh trong tình hình mới, quan điểm của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước Việt Nam về tôn giáo, dân tộc gắn với quốc phòng an ninh trong tình hình mới và chuyên đề phòng chống chiến lược, diễn biến hòa bình, bạo loạn lật đổ của các thế lực thù địch đối với Việt Nam. Thông qua hội nghị này, góp phần tạo chuyển biến tích cực trong nhận thức của cán bộ, đảng viên và người dân về quan điểm, đường lối quốc phòng an ninh của Đảng, Nhà nước, nắm vững cơ chế lãnh đạo của Đảng, quản lý điều hành của Nhà nước về quốc phòng an ninh, nhận diện rõ âm mưu thủ đoạn của các thế lực thù địch và trách nhiệm của cán bộ đảng viên thực hiện nhiệm vụ xây dựng nền quốc phòng toàn dân, an ninh nhân dân vững mạnh trong tình hình mới.
Thưa quý vị và các bạn, nằm trong chương trình học kỳ trong quân đội năm 2023 đợt 2 với chủ đề Tự hào chiến sĩ nhí nơi địa đầu cực Bắc của Tổ quốc do tỉnh đoàn phối hợp với Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh, Trung tâm Kỹ năng sống Sunkist Hà Giang tổ chức. Ngày 28 tháng 6, các học viên tại học kỳ đã được tham quan trải nghiệm hướng về cội nguồn với nhiều hoạt động ý nghĩa thiết thực. Tại chương trình, các học viên của học kỳ quân đội đã đến dâng hương tại Nghĩa trang Liệt sĩ Quốc gia Vị Xuyên, tham quan trải nghiệm, tìm hiểu các địa danh lịch sử của cuộc chiến đấu bảo vệ biên giới phía Bắc của Tổ quốc tại thôn Nậm Ngặt, xã Thanh Thủy. Bên cạnh đó, các em cũng được cựu chiến binh, những người lính đã từng chiến đấu tại mặt trận Vị Xuyên giới thiệu thêm về sự hy sinh, gian khổ chiến đấu giành lại từng tấc đất thiêng liêng của Tổ quốc. Qua đó giúp các em nhận thức rõ hơn về sự khốc liệt của cuộc chiến, khắc sâu trong tim những hy sinh, công hiến của các thế hệ cha ông đi trước đã không tiếc xương máu vì nền độc lập tự do của dân tộc. Em cảm thấy rất tự hào về dân tộc mình. Em cảm thấy rằng em hiểu biết hơn về lịch sử và hiểu biết hơn về việc lý do các anh hùng hy sinh và bảo vệ đất nước mình, hiểu được tầm quan trọng của việc giữ gìn non sông đất nước. Chương trình học kỳ quân đội khóa 2 năm 2023 được tổ chức với rất nhiều các cái hoạt động, nội dung huấn luyện giúp cho các em có thêm trang bị về kiến thức cũng như là kỹ năng trong quá trình các em sinh hoạt học tập. Với đạo lý uống nước nhớ nguồn, ăn quả nhớ người trồng cây, thông qua chương trình nhằm giáo dục cho các em học viên lòng yêu quê hương, đất nước, lòng tự hào với truyền thống cách mạng của cha ông. Để từ đó các em có ý thức học tập, rèn luyện, tu dưỡng đạo đức, biết cách sống xứng đáng với những gì mà các thế hệ cha ông đã cống hiến vì độc lập, tự do của đất nước, vì hạnh phúc của nhân dân. Thưa quý vị và các bạn, mùa hè là thời điểm khách hàng mua sắm nhiều thiết bị điện lạnh. Ở huyện Bắc Quang, mặt hàng điện lạnh đang được tiêu thụ mức độ cao. Để bảo vệ người tiêu dùng, đội quản lý thị trường số 3 đã tăng cường kiểm tra, kiểm soát đối với mặt hàng này. Hai tổ công tác được phân chia theo dõi khu vực huyện Quang Bình và Bắc Quang. Hàng tháng, mỗi tổ công tác sẽ thực hiện kiểm tra, kiểm soát các mặt hàng, nhất là mặt hàng điện lạnh, theo địa bàn được phân công. Qua kiểm tra, một số cửa hàng vẫn còn lỗi vi phạm như chưa chú ý đến việc niêm yết giá, nhãn năng lượng. Đây là những lỗi cơ bản vẫn thường gặp ở các cửa hàng điện lạnh. Theo đó, lực lượng quản lý thị trường đã kịp thời nhắc nhở. Bên quản lý thị trường tư vấn nếu có những cái gì mình còn thiếu sót thì người ta sẽ hướng dẫn mình để hoàn thiện cho đầy đủ. Ví dụ như là nên niêm yết giá này, là một là cái quy định rõ nhất về bán hàng công khai giá. Thứ hai là các cái sản phẩm đều phải có cái tem của các hợp chuẩn của các nhà sản xuất. Nhiệt độ ngày càng nắng nóng thì nhu cầu tiêu dùng hàng điện lạnh của người dân càng cao. Để ngăn chặn nguy cơ hàng giả, hàng nhái, bảo vệ người tiêu dùng, công tác kiểm tra, kiểm soát của lực lượng quản lý thị trường được đẩy mạnh. Địa bàn huyện Bắc Quang và Quang Bình có 16 cửa hàng kinh doanh đồ điện tử, điện lạnh. Các mặt hàng này đã được siết chặt quản lý. Được biết, trong 3 tháng quý 2, đội quản lý thị trường số 3 đã kiểm tra 75 vụ, xử lý 65 vụ, số tiền phạt thu ngân sách nhà nước trên 294 triệu đồng. Đối với mặt hàng điện tử điện lạnh thì đặc biệt là đối với những mặt hàng phải đầy đủ về hóa đơn chứng từ. Thứ hai nữa là tuyên truyền cho các hộ kinh doanh là những cái sản phẩm nào mà nó phải có nhãn năng lượng phải đảm bảo theo cái hóa đơn chứng từ để đầu xuất nhập có nguồn gốc xuất xứ về việc bán cho nhân dân. Phần lớn các sản phẩm điện tử điện lạnh là của các thương hiệu nổi tiếng nên đầu vào luôn được kiểm soát chặt chẽ. Lực lượng quản lý thị trường đã thường xuyên cập nhật những thông tin từ các nhà sản xuất để kịp thời phát hiện những dấu hiệu vi phạm. Thông qua các hoạt động kiểm tra, kiểm soát của lực lượng quản lý thị trường đã làm thay đổi nhận thức của người dân. Đáp ứng được đúng nhu cầu, những cái nhu cầu của người dân người ta cần thiết, đấy là vấn đề thứ nhất. Với cái hai là khi mà gia đình mà cửa hàng mà đầu tư những cái mặt hàng nào để phù hợp với dân, là thứ nhất là mình phải nắm bắt được là rõ về cái chất lượng sản phẩm và cái nguồn gốc xuất xứ của các mặt hàng đó. Đối với những trường hợp vi phạm, lực lượng chức năng đã kiên quyết xử lý. Song song với đó, lực lượng quản lý thị trường cũng thường xuyên tuyên truyền cho các chủ cửa hàng về các quy định kinh doanh, đồng thời thực hiện ký cam kết với các cơ sở không vi phạm trong kinh doanh mặt hàng điện lạnh. Nhờ vậy, quyền lợi của người tiêu dùng được bảo vệ. Chiều ngày 29 tháng 6, Cục Quản lý Thị trường Hà Giang đã tổ chức tiêu hủy tang vật vi phạm hành chính. Tang vật vi phạm hành chính bị tiêu hủy là 620 đôi giày còn mới, chưa qua sử dụng,
Đây là tang vật được đội quản lý thị trường số 1 tịch thu của một công dân có hộ khẩu tại tỉnh Lào Cai đang vận chuyển lên thị trường tỉnh Hà Giang tiêu thụ. Toàn bộ số sản phẩm trên không có nguồn gốc xuất xứ và không đủ điều kiện lưu thông trên thị trường. Việc tiêu hủy đã được thực hiện đúng quy trình quy định dưới sự giám sát của các thành viên hội đồng đảm bảo vệ sinh môi trường và thể hiện tính nghiêm minh của pháp luật. Thông qua đó góp phần hạn chế các hành vi buôn lậu hàng cấm, hàng nhập lậu, sản xuất buôn bán hàng giả, hàng không đảm bảo chất lượng để bảo vệ quyền lợi chính đáng của người tiêu dùng, bảo vệ các doanh nghiệp sản xuất kinh doanh chân chính. Chương trình thời sự của Đài Phát thanh Truyền hình Hà Giang hôm nay xin được kết thúc tại đây. Để xem lại chương trình, quý vị và các bạn có thể truy cập vào địa chỉ website hagiangtv.vn hoặc trên kênh YouTube Hà Giang TV. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi.